quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Khó giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh bán xe 3 tỷ vừa tậu được 2 tháng. Nhiều người cho rằng vì gặp khó khăn khi giành quyền nuôi con, nên Nhật Kim Anh đã phải bán xe tiền tỷ đi để lo lót mọi chuyện. Từ khi công khai chuyện ly hôn và cùng chồng cũ tranh giành quyền nuôi con, thì Nhật Kim Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Phải thừa nhận rằng cuộc sống của Nhật Kim Anh gặp không ít khó khăn. Nào là bị trộm vét tài sản trong nhà, bị chồng cũ gây khó khăn khi muốn gặp con. Và giờ đến việc giành quyền nuôi con cũng gặp không ít khó khăn. Mới đây, sau nhiều lần bị chồng cũ xin hoãn và đổi thẩm phán, thì mới đây nhất, vị thẩm phán giải quyết vụ án này đã từ chối phân xử vụ tranh chấp quyền nuôi con của Nhật Kim Anh và Ngô Vũ Lộc vì chịu nhiều áp lực từ phía bị đơn. Do đó, tòa sẽ phân công thẩm phán khác để giải quyết rắc rối giữa vợ chồng nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa. Đồng thời, phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi con sẽ hoãn lại. Như vậy có thể thấy thời gian và con đường để Nhật Kim Anh cho con trai đoàn tụ với nhau còn rất nhiều khó khăn và nan giải. Cách đây không lâu, Nhật Kim Anh livestream khi đang nằm viện khiến nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô. Trước tình hình này, nhiều người rất lo lắng cho Nhật Kim Anh và còn hoang mang hơn nữa khi cách đây ít phút Nhật Kim Anh đã rao bán chiếc xe 3 tỷ mới tậu được 2 tháng. Nhiều người đoán rằng liệu có phải Nhật Kim Anh phải bán xe để lo lót cho việc tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ. Bởi trước đó, trợ lý của nữ diễn viên từng chia sẻ về thế lực của gia đình Ngô Vũ Lộc. Cụ thể, trợ lý của Nhật Kim Anh cho biết, thế lực gia đình Vũ Lộc quá lớn, đã dùng quan hệ quyền lực để biến trắng thành đen, nên không ai dám nói ra sự thật để lấy lại sự công bằng cho Nhật Kim Anh. Tuy nhiên, suy đoán này có lẽ không đúng. Bởi phần bình luận, nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa cho biết cô bán xe này là vì lý do muốn tậu một chiếc xe khác lớn hơn, đựng được nhiều đồ hơn khi đi diễn. Xe em chính chủ ít chạy cần bán lại Range Rover. Sản xuất 2017 bản mới, đăng ký 2019, biển số thành phố Hồ Chí Minh, lăn bánh mới 7.000 km. Màu trắng tinh khôi cực đẹp và sang trọng, xe chăm sóc bảo dưỡng đầy đủ, hầu như chỉ đi loanh quanh Sài Gòn. Dán chống chày cách nhiệt chất lượng hơn 50 triệu, trang trí cho ẻm trên xe đầy đủ đồ chơi luôn. Cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ nguyên bản. Giá nhẹ nhàng inbox em nhé. Nhật Kim Anh đăng đàn bán xe 3 tỷ mới tậu được 2 tháng. Cận cảnh chiếc xe Nhật Kim Anh rao bán. Nhật Kim Anh lần đầu khoe xe 3 tỷ khi dự sự kiện hồi giữa tháng 1 vừa qua. Nhật Kim Anh tiết lộ do xe hơi chật nên muốn bán. Cô bán xe này để mua chiếc to hơn, chứ không phải vì khó khăn hay lo lót giải quyết chuyện giành quyền nuôi con. Nhật Kim Anh và trợ lý của cô nhiều lần nói về chuyện Vũ Lộc đã làm những chuyện mờ ám đằng sau để giành quyền nuôi con. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Nhật Kim Anh được đón con về với mình 3 ngày. Nhật Kim Anh cùng con về quê ăn Tết nhà ngoại trong 3 ngày đó. Hình ảnh hai mẹ con quyến luyến không muốn rời xa.